Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương tổ chức lễ công bố nghị quyết số 730 ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Kim Long. Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Xã Kim Long nằm ở phía đông của huyện Tam Dương, là vùng đất có truyền thống lịch sử lâu đời, giàu truyền thống cách mạng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kim Long đã chủ động sáng tạo, đổi mới, khắc phục những khó khăn, thách thức, tập trung phát triển kinh tế xã hội, tạo ra những bước phát triển mới, đưa Kim Long từ một xã thuần nông, công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, trở thành xã có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, là trọng điểm về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của huyện Tam Dương. Năm 2014, xã Kim Long đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và được công nhận là đô thị loại 5 vào năm 2015. Năm 2022, tổng giá trị thu nhập bình quân toàn xã đạt 670 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 76 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, hạ tầng đô thị, các công trình phúc lợi công cộng đã và đang được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Kim Long và công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chuyển các thôn thành các tổ dân phố thuộc thị trấn Kim Long kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2023.